Lễ bế mạc liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 tổ chức tối ngày 6 tháng 8 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng, nhiều giải khuyến khích và các hạng mục giải thưởng khác như giải giọng vàng, giải kỹ thuật dàn dựng xuất sắc, giải ứng dụng nền tảng số, giải câu chuyện truyền thanh, giải thưởng về công tác phòng chống tiêu cực và một giải đặc biệt cho tác phẩm Giữa lằn ranh sinh tử, thể loại phát thanh trực tiếp, Đài Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an, Bộ Công an nói về công việc đầy hiểm nguy cũng như gửi lời tri ân, cảm tạ đến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Tham dự lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập báo Nhân dân, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022, một kỳ liên hoan phát thanh đầy ấn tượng và nhiều tình cảm ấm áp. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 với chủ đề linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên là liên hoan đã có nhiều điểm nổi bật nhất, với nhiều đoàn tham gia nhất, số lượng đại biểu đông nhất, số tác phẩm dự thi nhiều nhất, nhiều hạng mục giải thưởng nhất, số lượng giải thưởng cũng nhiều nhất so với các kỳ liên hoan trước đây. Liên hoan năm nay diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, những người làm phát thanh được sống trong bầu không khí nghề nghiệp sôi động nhất với 5 ngày thi phát thanh trực tiếp, 4 hội thảo nghiệp vụ, nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm báo nói được tổ chức. Nội dung các tác phẩm đã đề cập đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó nổi bật là việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về những giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, nêu gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến. Về hình thức, nhiều đơn vị thể hiện những phương thức sản xuất mới, những cách làm phát thanh hiện đại, thể hiện đúng tinh thần chủ đề của liên hoan là linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên. Tôi đã đến với Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần trước đây, nhưng mà lần này trở lại với Thành phố Hồ Chí Minh thì cảm xúc của tôi rất là đặc biệt, là bởi vì lần đầu tiên tôi tham dự một cái kỳ liên hoan phát thanh toàn quốc và cũng rất may mắn là mình lại có thể giành giải vàng ngay trong lần đầu tiên tham dự nữa. Thông qua cái kỳ liên hoan lần này thì tôi cảm thấy rằng là những người làm báo chúng tôi thì có cơ hội để được giao lưu, để tiếp xúc và được học hỏi thêm về kỹ năng sản xuất báo chí, đặc biệt là đối với các tác phẩm phát thanh. Cái đề tài này không phải là bọn mình chuyển đổi đâu, mà thực ra cái đề tài viết về người chiến sĩ cảnh sát này ấp ủ từ rất lâu rồi. Thế nhưng trước khi thi ấy, từ mùng 2 tháng 8 thì thi, thì mùng 1 chiều 1 ấy, thì nhận một cái tin vô cùng đau xót, đấy là ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh ấy. Cái sự hy sinh quả cảm của các anh ấy, đó là một chất liệu ấy, để làm chúng tôi truyền lại cảm hứng để cho khán thính giả hiểu được rõ hơn là cái người chiến sĩ, cái nghề phòng cháy chữa cháy nguy hiểm mức độ nào. Tất cả những cái người chiến sĩ cảnh sát khi mà tâm sự ấy, họ đều nói rằng là lúc đấy không hề nghĩ cái chết, mà làm sao để cứu sống được người dân ấy. Đấy là cái điều quan trọng nhất, đấy là thể hiện sự nhân văn, mà đấy là cũng là cái nguồn cảm hứng để chúng tôi hoàn thành tốt cái tác phẩm hôm đó. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 16 sẽ được tổ chức vào năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa.